Kính thưa tất cả các chú anh chị với cô chú mình Thu Vương đang xem cơ hoàng xanh, thì hôm nay thì xanh đang đứng ở đây là đang có một xe tải cá luôn cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay là ngày rước ông Táo về trời của chú anh chị. Thì bà con người Việt Nam mình nó thường thường là theo nghi thức cổ truyền á, thường xuyên là thả cá chép, nhưng mà hôm nay thì xanh cũng hữu duyên là mua được những con cá, tất cả các loại cá luôn, không riêng cá chép, nào là cá chép này, rồi cá cha, rồi cá chấm, rồi cá sặc, rồi tất cả mọi thứ luôn của chú anh chị. Thì những con cá này thì một chút xíu nữa thì xanh sẽ phóng sanh của chú anh chị. Bây giờ thì trước khi xanh phóng sanh thì xanh sẽ được phép đọc tên của các cô chú mạnh thường quân đã hỗ trợ để thả cá ngày hôm nay, trong ngày thả cá chép đưa ông Táo về trời đấy cô chú anh chị. Đó là bà Trần Thị Minh, chị Mai Thị Xanh, anh Danh Tấn Hùng, chị Lê Trần Thêm Mì, Lê Ngọc Tuyết Chân, Lê Trần Huyền Chân, Lê Văn Quý, là ủng hộ cho 200 đô Mỹ tương ứng với 4 triệu 640 ngàn đồng. Và tiếp theo là xanh cũng xin được phép đọc tên các cô sau đây. Đó là cô Nguyệt Nguyễn, chú Tăng Hoàng Khải, chị Viên Tăng, chị Di Lê, cô Lan Mách Siêu, chị Ly Lâm, Kim Diệp, Lưu Diệp, Hao Diệp, Wendy Diệp, vợ chồng của Úc Hải Thiên ở Úc, cô Khuyên Mai ở Mỹ, cô Diệu Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Minh Hương ở Pháp, em Hạnh ở Canada, cô Như Nguyễn ở Canada, chị Lệ Tuyết ở Mỹ, cô Tuyết ở Canada, cô Hoa ở Mỹ, cô Diệu Đăng ở Thụy Sĩ, cô Dung Vũ ở Đức, chị Thi Đoàn ở Mỹ, chị Nga Nguyễn ở Đan Mạch, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm ở Bình Dương, cô Diệu Phước, chị có pháp danh Liên Huệ ở Mỹ. và xanh cũng xin được phép là chia phước cho tất cả chúng sanh, tất cả nhân loại, tất cả những người thân yêu của xanh, những cô chú anh chị biết khán giả đã xem và ủng hộ kênh xanh vừa qua. Thì bây giờ thì xanh sẽ bắt đầu thả cá và kính chúc cho tất cả các chú anh chị một năm mới vạn sự bình an, mọi điều tốt lành. Năm cũ đã qua rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào năm mới thật là tốt đẹp. Hy vọng những con cá này sẽ được về cõi tu hành, được về cõi trời. Bây giờ thì xanh sẽ mời tất cả các chú anh chị sẽ cùng với xanh sẽ cầu nguyện và phóng sinh cho cá. Để có một gọi là một xe cá hoành tráng như thế này thì thực sự thì xanh cũng rất là cảm ơn cô Thúy, là cô Phương Thúy TV, là kênh mà có chia sẻ những ẩm thực miền quê của chú anh chị rất là hay á. Thì xanh cũng không có nhớ ngày đưa ông Táo về trời, do xanh rất là bận biểu đi phát quà cho bà con nghèo á, nhưng mà do là cô có nhắn tin cho xanh là tại vì thấy xanh hay phóng sinh á, đi làm những cái công việc thiện nguyện như thế này á, nên cô hỏi thăm. Thì sau đó xanh nói hôm nay đúng là ngày đặc biệt nên mình thả cá chép hoặc là những con cá khác cũng được, nên thì xanh nhờ có cô Thúy thì xanh mới liên hệ được mua hết cái ao cá luôn. Thì cô Thúy hồi nãy là em nhờ cô mua là cái ao cá này coi như là tổng cộng là bao nhiêu ký vậy cô? Tổng cộng là 150 kg đó, 50 ký hay có tổng cộng là bao nhiêu tiền cô? 6,4 triệu. 6,4 triệu. Tại vì cá này thì người ta bán 1 ký 50 ngàn đó. Dạ, 50 ngàn là bán chung hết cô ha. Đây là coi như là cô chú Bán anh chị, chung. đây là có cái gì cô, cái này cái gì, Cái này là cá điêu hồng nè, cái điêu cái này là hồng, cá chép, cá chép, rồi cái này cái gì nữa, cái con này cá cha nè, cá cái con cha, này cá rồi cha, cá này cái gì nữa nè, cái này cá chấm trắng vậy hả, rồi cá sặc nè, nữa. còn Rồi có bây cá giờ sặc thì vàng nữa. cảm ơn cô rất là nhiều đã hỗ trợ cho em để mà thay mặt cô chú Mạnh Thường Quân với khán giả để mà hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. Bây giờ mình sẽ thả cá ha. Thì cô chú anh chị đây là có đi chung với Xanh là Thanh Trúc, là cũng như là một người em trong xóm luôn. Đây là cháu của Xanh là bé gì, bé tên gì, Bé Nhã Vi. phải không, Nhã Vi hay Nhà Vi? Nhã. Nhưng mà sao con đen dữ vậy, phải cháu chú ba không ta? Dạ phải. Phải, như sao con đen dữ vậy? Con không biết không biết hả? Con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà và cô chú nha. Rồi anh Hoàng Bảnh chào cô chú anh chị đi. Dạ, Hoàng Bảnh xin kính chào tất cả cô chú anh chị với khán giả quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước thân mến ạ. Vậy thì bây giờ thì anh Bảnh với Thanh Trúc ha, với cô Phương Thúy với Nhã Vi hỗ trợ cho chú ba để mà thả cá nha. Mời cô chú anh chị với khán Nhã giả Vi sẽ con cùng gái nè. tất cả anh em ở đây sẽ thả cá. Mời cô chú anh chị. Nam mô ta sa he ke ve ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa chim này là chim gì vậy chị? Rồi chị kêu nó thử nó nói chuyện không? Kêu sao? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Có khách hả? Ủa chị, có chị luôn hả? Xin chào. Xin chào. Chào. Ủa là nói chuyện là nói gì á chị? Cho chị kêu nó nói chuyện thử đi. Kêu sao cho nó nói chuyện á. Chứ thử. Nó nói gì á? Nó mổ kìa, nó mổ micro kìa. Có khách. Ủa đâu nói gì đâu ta? Không có trò. Không có trò. Không có. Cho không? Cho không? Ai mày tưởng nhà cầm đồ. Trời trời. Rồi con này là người ta kêu con gì ta? Con cưỡng. Con cưỡng hả? Con chim cưỡng hả? Cái này là mình nuôi lâu chưa chị? Nuôi mấy năm rồi á. Mấy năm rồi, mấy năm rồi. Rồi cái kia là con sáo. Con sáo kia nói chuyện chưa? Rồi nói chuyện coi. Nói chuyện coi. Rồi con kia con sáo luôn hả? Con kia con sáo luôn. À. Rồi con này mình ba tổng cộng là mấy con chị? Ba con. Ba con là ba con nè hả? Con kia đó cho em xem hả chị. Rồi nói chuyện coi. Là sao? Dạ. Dạ nuôi mấy năm trời luôn hả? Rồi bây giờ nếu mà thả nó có bay không ta? Bay hả? Đâu lấy con kia cho em hả chị? Cho em coi coi coi. Ủa nó nằm đây hả? Ủa có con chim cu dưới này nữa nè. Ờ con này con chích cò hả? Thì con này nói chuyện không chị? Mổ không? Dạ nhảy múa hả? Trời ơi sao? Ờ sao cái đuôi đâu hết trơn này, đuôi rụng rồi hả? Đang tuổi ăn tuổi lớn. Trời ơi trời, ý là đang dậy thì á hả? Trời ơi trời. Cái này giống như chim mà trước mình thả đó bạn. Rồi gia đình mình có mấy con chim này từ đâu á chị? Hả? Chim này có từ đâu á chị? Mình bắt hả? Con sáo thì đó là bắt hồi lúc mà còn nhỏ. Dạ rồi. Sáo bắt hồi con nhỏ. Dạ. Rồi mình nuôi là làm kiểng hả? Rồi giờ mình bán hả? Tại vì gần nhà có cô Thí giới thiệu nè, tính mua để mà phóng sanh. Rồi mình bán là giá sao vậy? Em có hay phóng sanh lắm á nhà, em biết giá hết trơn á. Em hả, nuôi con đó hả? Chồng em dặn là bán ba con đó thì 1 triệu. Rồi con này 500. Con này 500 lần hả? Dạ đúng rồi, tại lúc chồng em mua là tới 700-800 lần. Giờ nuôi nó chán rồi nó bán. Nuôi chán hả? Ờ, nhà nuôi lỗ à. À. Hay nãy cô Thúy với anh đâu có mua cá của mẹ đó, rồi chồng em kêu bán rẻ nữa. Vậy luôn hả? À, vậy là sẵn dịp phải không? Dạ. Rồi con sáo là mình bán là nếu mà bán đơn là con sáo bán nhiêu chị? Nếu bán đơn là con có 700-800 lận. 700 lận. Tại vì em bán ba con vậy giống như bán hai con 1 triệu rồi cho một con. Vậy hả? À. À, tại vì biết sao bữa trước mua bên kia thì hình như một con chỉ có 100 hay sao á. Không, mua trên mạng, mua bên Phú Lộc nữa. Có coi clip không? Không. Đâu có mua ở đây đâu. Nhưng mà lúc đó mấy con đó nó còn nhỏ, con này nuôi lâu lắm mà nó biết chuyện rồi. Dạ dạ. Có
nói chuyện. Bây giờ chị kêu con nào nói chuyện cho em thử, em muốn coi cái nó nói chuyện sao thiệt á. Thử coi nó có giống, nếu mà nói chuyện á thì em sẽ, tại nói chuyện là nó muốn thành người rồi, nó thả luôn. Rồi rồi, giờ chị kêu đi. Xin chào. Xin chào. Nhiều khi đông quá nó lạ nó ấy. Nói chuyện ơi. Nói chuyện đi. Này nó xin không chào. Nói mà nó bực thêm ấy hay sao á. Ừ. Giống như đông quá. Chim này lạ ha. Khưởng. Chim gì? Con khưởng. Con chim khưởng, khưởng hả? À. Dạ. Rồi cái này con chim gì? Con gà. Rồi bây giờ là coi như là thôi khuyến mãi con này luôn được không? Không, con này chồng em nó cưng lắm. Đâu. Đứng đây mua con này thả luôn. Không, con này chồng em nó cưng lắm. Đi sao làm cưng về gì? Là nó kêu. Dạ hả? Nó kêu hả? Chồng em đi làm về mới kêu nha, còn không ai không nó kêu. Dạ hả? Về mất bắt tay cái lại kêu, biết chồng em về lại kêu. Coi như là cái này cũng con mình, con cũng bắt ngoài đồng vô hả? Dạ, nhỏ xíu à, nuôi tới giờ đó. Tính là mua nó luôn á. Điện cho chồng thôi, điện cho chồng ơi, bán không bán mua luôn. Chồng dặn rồi, tại vì không nó chịu. Cưng chồng cưng con này á. Cưng lắm hả? Vậy là ba con, bốn con 1,5 triệu. Dạ. 1,5 triệu hả? Có bớt nó không? Dạ không, đó là bớt rồi đó. Rồi bữa nay ngày đưa ông Tám về trời thả nó luôn. Vậy thì cô kêu xã cô ba hỗ trợ em. Rồi mình mua luôn hen. Rồi mượn lòng đi, bây giờ mình tháo xuống đi. Trời ơi, muốn mua cái con này quá, vậy bắt con kia luôn đi, bắt con kia đi. Cái kia chắc bỏ cái bao đi rồi mình bấm lỗ. Kính thưa tất cả các chú anh chị thì con chim này thì là do gia đình chị Lê Trần Thêm Mì, anh Lê Văn Quý, Lê Ngọc Tuyết Trân, Lê Trần Huyền Trân, cô Trần Thị Minh, bà Trần Thị Minh, chị Mai Thị Xanh, anh Danh Tấn Hùng là phát tâm thả luôn cô chú anh chị. Thì số tiền Xanh vừa nói là 1,5 triệu á, thì Xanh sẽ làm cầu nối thả dùm cho gia đình chị Lê Trần Thêm Mì luôn. Rồi bây giờ dí không? Bây giờ trời ơi, nó dạng như gà luôn rồi chứ còn gì nữa. Nó dạng như gà luôn rồi đó. Tiếu thiệt chứ. Dở trên á. Dở trên đó đó. Nhẹ nhẹ nha, cái chân gãy chân đó. Cái đó thì mình bỏ bao ha. Mình bỏ bao. Chế đi, cái này chế, bỏ bao đây, không phải chế. Nói chuyện ơi. Nói chuyện ơi. Không có cho hả? Sáu bỏ chung nhau được không chị? Sáu bỏ chung không được. Con đó với con này thì nó hiền, con này nó hung dữ lắm. Vậy hả? Vậy mình bỏ chung con này đi. Bỏ chung đi. Tại em đem đi chùa. Ê, có chân gãy chân á. Bỏ vô đó mày. Móc cái nhà. Chịu đi. Nhẹ thôi, có chân gãy chân. Con chồng em đó nhẹ. Chồng nó thân với chồng em nhất. Nó đẩy nó lại đi. Vậy là bốn con là 1,5 triệu phải không? Rồi vậy thiếu tí vụ lúa đông xuân trả nha. Ấy kiểu là cái cha bán chịu lúa đông xuân gì đó. Rồi cảm ơn gia đình đã bán. Tiếc là con đó không được bán. Bây giờ bán đi nhiêu mua luôn á? Không bán thiệt. Bán đi 500. Không. 1,000. Cũng bán chứ. Vậy hả? Nhưng mà nó thiệt tại nó mến
chồng em lắm, không có đâu, không nó bán. Rồi nó vượt ra nó bay ra tới chợ mà thằng chồng nó chạy xe tải về tới á, là nó thấy là nó nhảy lên vai liền á. Vậy bay hả? Lên dai thì đây là chồng em muốn nuôi chim làm kiểng ha. Dạ. Anh thì anh nghĩ là phóng sinh thôi. Rồi ok, giờ anh thanh toán cho. 2 nè ha. 4 6 8 10 12 14 15. Rồi cảm ơn hai em nhiều nha. Rồi, cảm ơn hai em nhiều. Để anh cho mượn lòng ha, xíu anh gửi cô trả cho. Rồi bây giờ anh đi. À, cô chú anh chị bây giờ thì sinh sẽ chạy qua chùa để mà phóng sinh mấy con chim này luôn. Dạ. Cô chú anh chị. Rồi, tới. Chào sư cô ạ. À. Dạ, sư cô, con là dòng vàng xanh nè, sư cô biết con, cho biết con qua kênh nè. Biết trên kênh YouTube. Dạ. Có YouTube của con. Dạ. Sư cô ấy thì lần đầu tiên con biết tới chùa này là qua cô Phương Thí á. Thì con sẵn có duyên tới đây cho con xin phép được phóng sinh mấy con chim ở đây. Để cho mấy con chim được ở đây, nói chung là về cõi Phật, về tu hành á, cô sư cô. Dạ. À, giống như mình thả chim về một cái thế giới của loài chim ha. Dạ. À, cho bay về đàn. Dạ. À, cũng như tung cánh khắp nơi, không có bị ràng buộc do người ta bắt á. Dạ. Là được tự do, cũng cầu được cái sự bình yên, cùng nhau vượt qua đại dịch để đón mừng năm mới. Dạ, cảm ơn sư cô rất là nhiều. Cô chú anh chị thì lần đầu tiên sinh tới chùa Vĩnh Thạnh thì gặp sư cô. Sư cô rất là hoan hỷ luôn. Thì sinh rất là vui khi mà sư cô cũng có coi kênh Hoàng Xanh nữa. Cảm ơn sư cô rất là nhiều luôn. Sư cô thường coi kênh con được bao lâu chưa sư cô? À, cô chỉ là coi khoảng là 6-7 tháng trước. Dạ. Mới biết thôi. Tại dạ. vì nói chung cô cũng không biết nữa. Nhưng mà cũng có nhiều người giới thiệu về Hoàng Xanh. Dạ, cảm ơn sư cô rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn sư cô. Chị thì con xin phép sư cô để con đi qua thả đúng chim ạ. À. Dạ rồi, con cảm ơn sư cô. Sư cô, bây giờ con chào sư cô nha. Con chúc sư cô lúc nào cũng được an lạc, nhiều sức khỏe năm mới ạ. Hả? Dạ. Dạ. Nói nghe nè, mà vô dùng vô nên vô chùa lễ Phật của nước cái. Dạ dạ, vô chùa đảnh lễ sư cô. Đúng dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, dạ sư cô. Kính thưa tất cả các chú anh chị, biết cô chú Mạnh Thanh Phương đang xem cái Hoàng Xanh. Bây giờ thì xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú anh chị. Thì tới đây thì hữu duyên sư cô có mời Xanh vô chùa để đảnh lễ thì Xanh rất là vui. Bây giờ thì Xanh xin được phép vô chùa đảnh lễ để cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, tất cả nhân loại, tất cả các chú chị mình thường quân biết giả xem cái Hoàng Xanh. Thì Xanh cũng xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú chị video tại đây. Thì hẹn gặp lại tất cả các chú chị video tiếp theo của Xanh nè. Các chú chị yêu thương Xanh nhớ đăng ký kênh nha. Chúc mừng năm mới cả nhà nha. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.